老板你好，我叫吉，介绍一下，我叫朱世明姐，我今年41岁，我身高165公斤，我高中毕业，我是模特，张学南，我是工人，我不怕辛苦，我介绍好了，谢谢老板。 Em đã đi Đài Loan lần nào chưa? Dạ chưa. Em có người thân bên Đài Loan không? Dạ không ạ. Sang bên Đài Loan làm việc có sự cố phát sinh, em tìm với ai trợ giúp? Công ty môi giới ạ. Bây giờ em nhìn tay cô, làm theo động tác tay. Xin chào lão bản.